cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trận động đất có độ lớn 7,6 ngày 1 tháng 1 vừa qua cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản. Tính đến sáng ngày mùng 6 tháng 1, số người thiệt mạng do loạt trận động đất này đã tăng lên hơn 100 người, trong khi 211 người vẫn đang mất tích, khoảng 23.800 hộ gia đình tại Ishikawa không có điện sinh hoạt, trong khi hơn 66.400 hộ gia đình không có nước để sử dụng. Việc mất điện, nước cũng ảnh hưởng đến các bệnh viện và cơ sở chăm sóc người già, người khuyết tật. Giới chức thành phố Wajima, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa này, tin rằng tại đây có khoảng 100 địa điểm nơi người dân vẫn đang bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ nát và đang chờ được giải cứu. Hiện chưa có đánh giá tổng thể về mức độ thiệt hại sau là trận động đất. Trong khi đó, tình trạng đổ nát, nhiều tuyến đường bị cắt đứt và thời tiết xấu đã cản trở đáng kể các nỗ lực cứu hộ vốn đang chạy đua với thời gian. Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu của một nhóm nghiên cứu do Phó Giáo sư Goto Hideaki của Đại học Hiroshima dẫn đầu, trận động đất và sóng thần ở tỉnh Ishikawa hôm ngày 1 tháng 1 đã kéo theo sự dịch chuyển của mặt đất. Kết quả cho thấy, động đất khiến đất nhô lên gần như khắp khu vực trên và mở rộng vùng đất ven biển, có nơi mở rộng tới 175 mét tại quận Kawaura, thành phố Suzu, theo ảnh chụp vệ tinh hôm 2 tháng 1, nước biển đã biến mất tại cảng ở quận Ozawa, thành phố Wajima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất. Theo ông Goto, điều này là do mặt đất nhô lên. Ông nói thêm, nhóm nghiên cứu của ông xác nhận sóng thần cao tới 3 mét ở quận Horiu, thành phố Suzu. Ông lưu ý rằng các đứt gãy đang hoạt động nằm trên khắp Nhật Bản và có thể gây thiệt hại rất lớn khi chúng di chuyển. Do vậy, ông khuyến cáo mọi người nên kiểm tra xem có vết đứt gãy nào ở khu vực sinh sống của mình không. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn tại khu vực này sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 1 và sau đó sẽ có tuyết rơi. Giới chức địa phương vẫn đang gặp khó khăn trong việc cung cấp hàng cứu trợ do động đất làm hư hại đường xá ở Ishikawa, nơi vẫn còn hơn 31.400 người phải tá túc tại 357 điểm trú ẩn một số địa điểm này hiện bị hạn chế về không gian do có quá đông người lánh nạn hoặc khan hiếm nước sinh hoạt dẫn tới các vấn đề về vệ sinh và sức khỏe tâm thần chính quyền tỉnh Ishikawa đang có kế hoạch xây dựng nhà tạm cho những người dân bị ảnh hưởng Tuy nhiên công tác này dự kiến sẽ không thể thực hiện trước ngày 12 tháng 1, trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục làm rung chuyển bán đảo Noto, trong đó trận động đất mới nhất xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 1 với độ lớn 5,3 độ Richter được xác định ở cấp 5, mức cao thứ 3 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản.